cục cưng nào rủ qua đua xe á nha. Nghe đồn anh Hộ à, nghe đồn anh Hội gọi em á. Ờ, có mới vẽ cái đường mà cũng dễ dễ tính kêu em đi test thử mà. À, cái đường nào khó xíu đi anh ơi, chứ đường dễ quá em không có chạy đâu anh à. Ừ. À, đường này á, đường này thì dễ không dễ mà cũng khó cũng không khó. À. Anh đón em chứ tụi bệnh viện đi, em không có xe. Đua, đường này đua từ A tới Á, tới từ từ anh đem đi khảo sát đấy. Khảo sát cái gì, đón em nhanh đi, không có xe. Em cho đúng 5 phút qua bệnh viện đó nha. À, đây anh trai này vừa cắt tóc cho con đây. Đây gì vậy cô? Cô cưng. Nè. Đưa trả rồi đó nghe. Trời ơi, hút bừa hút ẩu xong rồi giờ trả con điếu vậy, phải tính lời chứ. Chị hai, hai, đấm cho video hai. Có một điếu nha, không có thấy hai nào. Hai nào? Hai đó. Hai ba con gì? Hai đó. Em cho anh lại. Hay dậy quá. Hai con ba. Hay dậy quá. Hai ba con trồn. Anh yêu em vậy. Hai. Trời ơi. Trời ơi. Phải cái đó là hơi ẩu nha. Thì sao cho trắng như thế rồi mọi người. Nói đi đừng ngại, tốn tiền điện thoại mà. Alo. Mày lần qua có đúng không? Ừ. Rồi sao? Mày có chừng tao đó. Chừng mày, mày làm gì tao? Mày cô em nào mày chơi trái đấy nha. Từ từ đấy, gọi lấy cái. Ẩn danh nè. Mày có chừng tao à? Mày nghe. Lô. Mày là ăn nào? Hỏi lập công mày gì? Hỏi đi tao với mày ra chạm với nhau. Cầm một cây đó giờ. Bóp đang đi trên đường rồi chết rồi. Con đi là con phải đi hơi nhanh một tí tại vì hai ba con mực. Nữa rồi đó. Ngực em căng cực. Hãy dậy quá. Giờ sợ chắc chắn như thế. Cái này đúng cực nha. Hãy dậy quá. Trời ơi bén quá à. Xin như em phải đi làm sao làm cắt tóc nó phí phạm cái sự xinh đẹp của em vậy. Cái gì hay vậy quá. Bây giờ người em có cắt tóc nữa đâu anh thấy không, anh gọi em về 50 lần có bao giờ về đâu. Bây giờ em lên làm chủ em ngoài rồi, sắp tới ba mà phục chức một cái anh dẹp luôn người cái tóc của em. Người ta có làm chủ đâu, trời ơi cứ nói người ta làm chủ nữa rồi mọi người lại hiểu nhầm nữa. Anh bảo này, quà 20 tháng 10 của anh tặng em này. Vâng. À, anh chúc em 20 tháng 10 vui vẻ ha. Sao cho chắc như thế rồi. Anh chúc anh trộn cái lồng đèn ở đâu hay vậy? Trời ơi cái lồng đèn Louis Vuitton anh mới mua đó. Thôi này này người ta cũng tặng lại cho cái này này. Nghe không, nói là anh là hay đánh. Dùng cái này lắm này. À thuốc ỉa đúng không? Thấy suốt ngày ôm bụng đi vào nhà, trong đấy thôi. Thôi cho ít đó cho đỡ tốn tiền mua. Ok nha. Ở đây. Trời ơi. Mới có thằng gọi nó hăm dọa con bà, nó bảo là con ra đường coi chừng cất lỗ tai á. Trời ơi ba gì? Tính. Ba gì khi nào vậy sao ba không gọi cho con? Ba quên con rồi đúng không? Ba tưởng. Mới về hôm qua con gọi cho ba rồi. Nhưng mà con ba hỏi khác. Nè, thế 24 tháng 4 này là cái quán ba của con như thế nào hả ba tưởng? Chắc không kịp rồi con ơi. Giờ lại đó. Thấy nhiều thay đổi quá mà ba mới về ba mới cập nhật tình hình xong về lại bao lâu nó tùy thuộc nhiều thứ lắm. À sắp tới ba mở xe phở đó, bán phở nào đủ tiền ba mở. Trời ơi sao ba nghèo dữ vậy chứ giờ về cái không còn chức thị trưởng nữa giờ làm sao. Rồi đó rồi hôm bữa ba với ba chọc làm hết rồi con ăn đủ luôn nè. Hôm bữa ba biết là cái siêu xe mà ba cho con mượn không, con mới đóng phạt hôm bữa. Tại sao những cái xe đó là con đứng tên là như thế nào giờ hả ba? Hỏi ông kia đó chứ con không nhớ cái đợt chứ đợt đó là ba đưa xe cầm giấy tờ của ổng mà ba vẫn đang cầm với cái căn cước của ổng. Trời ơi ba ơi bây giờ con có nghề nghiệp gì hết trơn á, ba cho con bưng phở chung được không? Ừ
ba bán phở ở đâu? Mày bán chỗ này. Ngay chỗ này luôn á? Đúng rồi, đó, chỗ đó. Rồi, ba đợi xíu nha, để con đi đua xe kiếm tiền đã. Bye bye, ba Tuấn. Bye ngon. Chúc dễ nhất cái nha. Đồng hồ tay ba Tuấn có tiền không ba Tuấn? Trong xin 10.000 đi. Bây giờ ba còn cái định không? Thì cái cộng dây địch của ba LV cũng là thương hiệu lớn á, ba cởi ra luôn đi. Tụt cái quần sao kỳ lắm, không được đâu. Thì ba bảo ba còn mỗi cái nịt ba là thương hiệu LV đó. Con xin luôn. Rồi rồi, mày cho ba giữ đi, để ba giữ cái quần được không? Rồi, sao ba khổ vậy? Ba gửi số tài khoản đi, con chuyển cho ba tiền nè. Rồi, được, ba tự lo được. À, ba tự lo được đúng không? Rồi, ok ba, con đi đua xe đây. Đây. Đi anh Hải ơi. Ủa, chị mèo đâu anh Hải? Hỏi làm gì? Xuống chúc bả 20 tháng 10 vui vẻ. Sao cười? Đưa chìa khóa đây em nè. Bả đâu rồi? Bệnh rồi. Bệnh á? Trời ơi, sao bệnh vậy? Anh chăm lo người ta kiểu gì mà để người ta bệnh vậy anh Hải? Bận bận cái bệnh, bận rồi. À bận rồi. Đừng có đi đánh xe đùa khó quá. Băng ơi. Băng. Dạ. Anh nói nghe nè. Anh nghe nghe. Tí em có đi đâu không? Không anh ạ. À. Thì kệ em ấy nhá, đã anh bây giờ đấy. Không có đâu, định rủ anh qua qua nhà, qua căn penthouse anh mới mua ở trên chỗ 703 nè. Hay vậy quá, anh rủ cháu em xong giờ cái rủ em tới nữa cái anh này. Đâu có khi là buôn bạc tí đó mẹ xanh của em nè. Em á? Ờ, xanh không rủ em. Em ai làm sao em bận, em không đi được. Em rảnh lắm. Anh đi chơi ở đâu mà anh không rủ xem, em sẵn bộ đồ bơi luôn rồi nè. Xem anh nhảy cái bài 2-3 con mực nè. Đây là bài thể dục 2-3 con mực. Yêu em canh cực. Mẹ, mày cãi con đi. Mày cãi con chứ không đánh này. Đánh luôn đi con. Mẹ, mẹ kia không cần phải cãi con. Đi anh ơi á. Đánh luôn đi. Yêu em con vịt. Ê, mày bảo, mày bảo. Tập trung ở đâu vậy anh? Từ đó, để kiếm tay đã. Không có tay. Gọi đi anh trai. Trong thời gian này em sẽ xuống chỗ sửa xe của anh. Chúc chị mèo 20 tháng 10 vui vẻ nè. Bà thích cái gì nhất vậy anh không? Cái gì? Bà thích cái gì nhất để mua tặng bà? Bà thích tao nhất. Bà thích tao nhất. Sao ít bao giờ em thấy kiểu là anh nói yêu thương chỉ vậy? Tém tém thôi em. Không có bồn dương đúng không? Có bồn dương đúng không? Rồi, mình tém tém thôi. Thôi em thấy anh với bà yêu nhau không lâu rồi. Giờ đến lúc rồi cũng yêu người khác được rồi nó. Sao cười? Đốt nhà tao à? Gì đốt nhà tao chứ? Trời ơi, anh em con trai mình không à. Anh là chán cơm thèm phở rồi đúng không? Em biết mà. Kiếm đó đi anh ốp. Hello. Ờ, kiếm xe, lấy xe đi, đi này. Từ từ để em nhận. Email ơi. Email. Em tặng quà 20 tháng 10 cho chị nè. Email méo méo mèo mèo. Email. Em đợi anh xíu nhé. Đi đâu rồi? Sếp ơi, sếp ơi. Đưa sếp này nè. Ừ, mà đi đâu rồi? Hồi chiều có một cái chị nào đó gặp em kêu là người yêu cũ của anh tên là Công Tằng Tung Nữ Thị Xà Mâu. Hãy đưa cho anh cái lá thư này nè, anh đọc anh nhớ. Rồi em luôn, anh rồi hớp, luôn, kêu, bắt cá hai tay rồi anh hớp. Ấy là gặp anh hớp rồi kêu anh hớp là có gì điện lại cho chị để chị mượn 5 triệu á. Vậy thiếu tiền ai năm triệu anh trai, anh trai hôm qua à. Hôm qua em nghe được câu chuyện lởm của thằng Văn Ti với lại Nabel anh à. Nữa hả mày, lên xuống nghe mày nghe câu chuyện của Nabel là như thế nào? Thiệt mà. Đâu em kể anh nghe nữa. Thì của Nabel vậy. Nabel bảo ấy là bây giờ quen anh á, tại vì anh có cái nghề nghiệp ổn định, bây giờ quen anh bào tiền anh thôi, sau này là mình trở về với Văn Ti đó. Trở về với công ty hả? Không yêu nhất trôi ghê vậy. Không yêu anh dám cua bộ anh luôn hả? Không yêu anh thật lòng đâu. Hôm qua bây giờ anh làm bên xưởng sửa xe, anh có tiền mới quen á. Vậy hả? Nếu có tiền. Anh đéo có tiền. Đúng rồi. Chị mèo, chị mèo. Chị mèo ơi. Gì?
hai ba con mực yêu em căng cực. Chúc chị 20 tháng 10 vui vẻ. Bốc độ rồi kìa. Ok anh. Trời ơi, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, em chúc chị mà, em có chọc gì chị đâu. Này chị sửa xe cái. Chị ngồi đi, chị ngồi đi, từ từ để em chúc chị 20 tháng 10 nha. Đây 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 đây. Rồi đó. Tay ta, không có tay đùa. Chị ngồi ghế đi, chị ngồi ghế đi. Chị ngồi ghế đi để em chốt thôi kìa. Chốt đi. Em xin chào mọi người. Thì em là Khoa Có, thì em muốn chúc chị 20 tháng 10 thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều niềm vui và đặc biệt là xinh đẹp. Còn gì nữa không? Ôi, em chúc chị xinh đẹp nghe nó thừa quá, tại vì chị đẹp sẵn rồi. Đúng không chị? Ừ, rồi sao nữa? Rồi chị cho em xin 5.000 đi. Ok, không cho rồi thôi, tự nhiên quánh em. Quay mẹ ơi, hồi nãy thằng Khoa Có nó đưa cho thư người yêu cũ gì cho ông hết á. Gì nữa vậy? À. Không phải em nhá. Chị mèo, chị lấy con gấu thôi, em cho chị con gấu nè. Thôi khỏi. Lấy con gấu đi. Lấy con gấu là hồi cái búa nó vô đầu rồi đó. Dạ con gấu anh hớp, to anh hớp, rồi. Anh hớp con bé nào tươi lắm á chị mèo. Dạ hỏi tội đi. Chiếc này đua với chiếc này á. Anh Hớp ơi, chị mèo nói gì kìa. Sao mà đua lại? Trời ơi, lại không lại gái, vẫn chơi hoài. Chị mèo nói. Nãy qua có đưa cái lá thư gì người yêu cũ gì gửi cho Hớp á mèo ơi. Thì sao đâu anh, bình thường á. À chị cao thượng thế nhờ. Ý là anh Hớp chỉ cần yêu chị là được đúng không? Không. Nhưng mà cái lá thư đó em đi tốt là được mà. Sao đâu. À chị không ghen luôn ta, đã dưới trời. Em ước gì em có một người yêu giống như chị á, kiểu tính tình thoải mái á chị. Chị mèo không hỏi thử đi có ghen không. Ý là cái mẫu người yêu. Trời đất ơi, tính tình thoải mái, không ghen tương trẻ con ha. Đúng rồi, đàn ông á, em nói thật với chị mèo, đàn ông á phải cần có những người phụ nữ như thế này, gọi là thì cái sự nghiệp của người ta mới phát triển được chị mèo ạ. Nói tối nay nằm sofa rồi đó. An phận đi. Trời ơi, hù không à. Anh Hớp bảo là chị là nằm dưới. Chị đã hỏi đi. Hỏi đi, ai kèo dưới kèo chơi biết liền à. Rồi hỏi đi. Mà em nói thật với chị á, không có gì phải sợ. Đàn ông tụi em á là kiểu là thương người nể thôi, chứ làm gì phải sợ. Đúng không? Không quen được người này quen người khác chứ. Không, nhưng mà nó run đó. Anh Hớp ơi, chị mèo bảo là anh dưới cơ cho chị mèo kìa. Rõ ràng rồi. Trời gì kỳ vậy ba. Chị mèo ơi. Chị có chơi game điện thoại không? Không. Sao chị không chơi game điện thoại? Chị lấy máy ra đi em với chị chơi nè. Em với chị chơi Fifi nè. Vô. Em bên luôn. Không chơi. Sao vậy? Không có chơi, không có nghiền cái điện thoại. À, không nghiền game điện thoại hả? Tưởng chị có chơi. Không có chơi. Phi phai sống dài thành quyền thoại. Nói được cái bố vô đầu. Ba vô mà nốt. Dạ. Mày láo nháo hả bưởi. Chạy đi. Lên đây nè bà già. Lên đây. Bà lên đây bắt tôi nè. Lên đây nè. Liệu hồn bà với tôi nghe chưa. Tôi thấy ngoài bà đường á, bà bệnh rồi tôi á. Nè bá cho mình hút. Ơ kìa, trời ơi, giỡn xíu mà quạo à. Chị nó tính nóng như kem á nha. Ờ hứ. Thôi em gần chết rồi. Ê chết.
Trời ơi chết chết. À thủ võ à. Thủ võ. Hai ba con mực. Lên đi. Thôi em xin lỗi. Trời ơi giờ... Ê chết em. Mày quên chết, 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 chết. Một chấm máu rồi đấy. Em một chấm máu rồi đấy. Chấm máu rồi, chấm máu rồi chị mèo ơi. Không mày chọc nữa đi, mày chọc nữa đi. Quên hấp đi chưa vậy anh hấp. Quấn chết, 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 chết em, chết em. Thầy mày lớn mà lì hơn gì nữa. Báo hả mày. Ê, không, không có lì, không có lì, không có lì, không có lì. Không có lì, chết em, chết. Ôi. Chồng la kìa, giỡn hoài luôn á. Bỏ đi, bỏ đi. Dạ. Chết em, ở kìa. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Thôi em tặng quà nè, em tặng quà nè, em tặng quà nè, nghiêm túc. Cần. Ai tặng đâu cần. Ý là em không có tặng. Chơi đó luôn à. Không có. Em không có tặng. Trời ơi giỡn hoài luôn á. Chị đi sửa xe đó. Chết 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 chết. Chết chết, chết. Thôi em tặng quà nè. Thôi nè em tặng chị nè. Thật ra hôm nay em xuống đây em muốn khoe chị cái này. Đó chị đọc đi. Bổ nhiệm vùng khoa học ơi chả. Ơ kìa em chuẩn bị lên cảnh sát trưởng á chị mèo. Trời đất ơi sắp tới em chiếu cố cho. Chắc tình. À thế sắp tới em bắt chị luôn. Ok trai. Má láo rồi chứ. Rồi bắt người thử ra vậy. Anh trai. Anh trai ơi. Nói đi đừng sợ em. Tôi không có kêu ông, tôi kêu anh tôi. Anh hớp ơi. Ok. Đi 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 bơm máu nè. Chị nói đi bơm máu. Đi bơm máu. Quá sợ. Vui quá. Ôi kệ em cười cũng không cho nó thề chị kỳ thiệt. Cười không cho nữa đúng là già khó tính rồi. Đè nó. Mở chìa khóa. Đè nó rồi. Chị mèo ơi em đi nha. 2012 á. Ừ mày đi. Đi thôi mày đừng nói gì hết. Mày nói là mốt mày qua đây là ăn đấm trước rồi đó. Chị mèo xi măng. Thầy anh tối ngày anh giỡn hoài luôn anh không? Alo, 2012 à? Ok đây. Ờ quay lại bố trả chìa khóa cho người ta. Trời ơi quay lại là chết đó. Không quay lại mày đừng có xuống xe. Trời ơi lỡ có lấy xe qua tông em luôn rồi sao? Báo không mà đừng có chìa khóa của người ta cũng không đưa cho người ta nữa. Ủa thầy đùa đấy, thầy đùa đấy. Đùa mới đem chọc à? Từ từ. Ôi chị bắt em đi. Đưa kênh dâu dưa phòng bay. Cho kênh giật chiếc cầm tay. Rico ơi qua bên mình chị mua giùm anh. Sao mà đỡ được. Em nghe rồi nghe rồi. Mơ tung cửa sổ đón chị mèo. Chị mèo ơi qua đi nha. Yes sir. Chắc chắn như thế rồi. Ở đi đi bỏ qua. Qua một lần. Chém mày hết. Mỹ ơi, anh thấy em là một trong những bác sĩ gọi là chỉ chữa trị tận tâm nhất của cái thành phố này. Tiền luôn đi, chuồn luôn đi Mỹ ơi, anh có việc. Bác sĩ nói là bác sĩ phải cho mà. Khoa có này là mình có phải phụ nữ không nhờ? Gì vậy ba? Để hỏi xem mình có được áp dụng việc giảm giá cho mấy phụ nữ, mấy chị em phụ nữ ngày phụ nữ Việt Nam ấy. Trời ơi, thật ra là giới tính của tôi là giới tính đàn ông. Nhưng mà cái tâm của tôi là phụ nữ. Đó, tôi nói với bà rồi á. Thật ra là hôm nay tôi không muốn lộ đâu, nhưng mà tôi thấy bà hỏi hoài tôi cũng khai luôn. Thế là đít cao như thế nào hả? Đít cao cũng hơi nhiều đó. Đít cao mà với cái gọi là cái hướng đi phụ nữ như thế này là cũng hơi nhiều đó, lên tới 5% lần á. 5% á. Thế tiền lòng hảo tâm của anh thôi, chứ thật ra là tôi không phải là phụ nữ. Ơi. Hả? Thể xác là đàn ông nhưng mà tâm thần
Đó, cái trong cái tâm của tôi á là phụ nữ giảm được nhiều giảm nha má. Ok nha, gửi má nè. Đây, có máy xe vậy? Đồng. Ngon. Phần trăm chia như thế nào? Deal luôn. Mày cứ tính đi, đầu 5.000 nữa. Máy xe. Không biết, lên trên đó đi rồi biết. À, không biết máy xe như tầm 4 xe. Bố. Từ từ thôi. Giữ não, giữ. Giữ xe thôi. Bình tĩnh. Mình đi ngược chiều cho nó căng ha, anh Hớp ha. Báo trên con đường về. Yes sir, quá đã anh Hớp ơi. Không sao đâu anh Hớp. Tao xin mày để bô thiệt á. Nó chỉ mớm một miếng. Ủa cái xe mới sửa đâu mà giờ sao mày đu lại ta không? Chấp luôn hả? Ta được không anh à? Thôi quay. Thôi tao thôi. Nhanh. Như nào nhờ? Chào mày sửa xe cái nhanh lắm. Mày biết kiếm khách cực lắm không? Đây. Yên tâm, rồi tí nữa anh 7F3 được chưa? Mày lỗi tao nha, mày lỗi tao. Lỗi em. Đây. Anh đổi qua đây. Đổi luôn chị. Được luôn á. Khát nước quá. Vừa mua chai nước. Đợi mua chai nước cái anh Hớp ơi. Mua nước mấy cha ơi. Giỡn nó mà giỡn, tôi mua nước. Bạc vô à. Thôi em xin chị đấy, em đang đi có việc với anh Hớp. Tí về chị em mình nô đùa với nhau sao nha, chịu. Tí về nô đùa sao, trời ơi em đang có việc gấp. Đâu có đâu, tí về nô đùa sao nha, chị nghỉ ngơi đi. Lưu chìa khóa nha. Ok, đang đi có việc vậy. Mình để tao chạy lên trên kia cho. Ok đây. Không tin mày đâu. Nói tán là với ai đấy, anh điểm qua những cái tên cho em coi. Em xem ăn được không anh đó. Một cái tên lạ. Một cái tên lạ. Cai. Cai lạ ghê ha. Không, cái tên lạ. Cái tên lạ chưa biết. Là ông gì. Nãy có ông gì chạy con đội nguy hiểm ấy. Cái thằng Cai. Cai. Rồi thằng Vũ chạy R34 luôn. Thằng Vũ là một người nữa mà chưa chưa thấy xe. À ok. Ủa xe này kiểu nó kiểu nó vintage thế nhờ. Nhưng mà chạy như xịt anh trai. Anh đua bằng xe này á? Đúng rồi. Rồi luôn, 5.000 free. Chạy đi anh ơi. Quá bô ơi. Mình... Ê nè, bây giờ nè, cái đường này anh em tập hợp này. Cái đường này thì chỉ là một lát thôi cho nên là mỗi người mình đi chôn nha. Ok anh ơi. Ok rồi. Rồi anh em chuyển tiền luôn cho Khoa đi. Sơ chắc chắn là Khoa cấp 1 rồi. Mỗi đầu xe là 5.000 nha. Ôi trời ơi. Xe em là yếu nhất mà. Trời ơi, nó công bằng cái anh ưng. Bằng cái gì? Anh ưng điểm chơi vậy. Yêu hết rồi. Yêu em mạnh mạnh với cái chừng thôi bro. Ê! Cuối cùng chỉ ra vậy. Chào lại. Ông kia nghị lực thế nhờ. Khoa biết bây giờ mẹ chờ tính Khoa. Tắc tùm. Sử dụng là được á. Ok, chuyển tiền rồi đó. Bố mạnh. Ok. Mà cái tính tôi ngộ lắm anh em ạ. Tôi thắng là tôi gáy nhưng mà tôi thua tôi quạo. Tham gia cho cuộc đua Fly Racing nha. Fly Racer nha. Cuộc thi gì nhạy nghe nhạy cảm vậy. Fly Fly, dạ sơ. Chắc chắn như thế rồi. Con bêm đúp xếp trước đi. Bêm đúp xếp trước nha. RTR xếp hàng 2. RTR, 3 con RTR xếp hàng 2.
ở chung với lại gai đi cho con bơm đúp xếp trước, bơm đúp lên chết lên trước đi em ơi. Con mà vái cái đường kìa. Kia bắt đi qua cái đường không? Đâu mà kêu đi qua đi. Rồi vô hàng là vô luôn nè, vô hàng là đu luôn nha. Anh em vô hết chưa? Chờ đây. Rồi. Chờ nha, chờ nha. Cần chô bắn đi chô luôn nè. Giống cặp vô và kêu quá vậy. Cái này biết rồi đúng không? Không này biết, không này biết. Anh cứ con đi em nghe được. Em nghe thủ với người mà anh không mất tập trung đâu. Mấy cái này chỉ là bình thường với em thôi. Ngày xưa em bắn bóp gì á. Thôi thôi tập trung đi, tập trung đi. Không phải này. Phải gắt nha. Đường đầu tiên trái. Đường đầu tiên trái chứ không phải đường này. À, đường này có thể bay được nha. Bay hoặc là có thể chạy phải. Cuối đường á. Bay hoặc chạy phải. Tùy mày. Trái vô đường cát. Rồi, hay. Mám vô gặp sự cố. Phải đường cát luôn. Trái đường này được lấy trái nhiều quá, lấy trái lực á. Hết đường bể trái. Hình game vít lờ này được á nha. Bể trái nữa. Để phải xuống nha. Không có xe bấm theo nha. Không sao, không sao, không sao. Giữ cái đầu, giữ cái đầu, giữ cái đầu.
Không sao, không sao, không sao. Còn sao không nó? Sao, 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 tôi có nửa đường rồi. Cứ chạy đi, không sao đâu. Không ai, không ai bám theo hết á. Mình sợ về thành phố gặp công an mấy bố quá chứ. Không, mình còn đi chôn mà chưa sử dụng mà. Ê, quay lại. Quay lại, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại đi. Phải. Không có gì chứ chị cha. Chạy, 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 chạy. Ba mẹ. Mẹ phải. Rồi, đi theo đường thôi. Thẳng luôn nha. Đúng thẳng luôn. Hết đường phải. Ở nhà em, cái này chỗ này nhà em. Hết đường phải. Trái. Đây. Rồi móc lên luôn. Phải. Phải gắt nha. Đấy. Bố mạnh anh Thấp ơi. Năm xe không nhờ, 25k. Má. Bố, 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 em 20, anh 5 nhá. Quần què gì vậy? Người, người ta nại mà, người ta nại mà. Ờ, mày nại, ừ, trái. Thôi, 50, 50 đây. Bố mạnh. Biết trước là trái vô đường nhỏ nha. Trái vô đường nhỏ. Bạn này bay xe nha. What the f*** man. Bay đó nha. Qua khỏi cô trước mặt là bay. Rồi lỡ bay hư luôn rồi sao? Cứ bay đi. Đi chô cho nó đẹp nè. Chưa gắn đi chô hả? Phải, trái, 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 trái. Ừ, khoa còn, khoa còn cho cô xe quá đỉnh. Phải. Phải. Thẳng luôn nè. Trái, trái đường nhỏ nè, trái đường nhỏ nha. Trái đường nhỏ, đúng rồi. Đâm xuyên qua kia đường nhỏ luôn. Phải. Trái. Rồi về đó đi. Đợi, 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 đợi. Quá đỉnh. Beautiful. Mẹ ngày trời ơi. Như nào anh em? Như về, nào về, về. Ờ, đéo về luôn rồi, đéo ai về luôn mẹ ơi. Ê, đéo ai về luôn bô. Nhưng mà anh lấy tiền chưa? Lấy tiền rồi. Lấy tiền rồi á. Đang về, 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 về. Một chiếc về kìa, hai chiếc về kìa. Ôi, ôi, ôi. Uầy ơi, tấp dưới đùa cặn phết anh à. Mày nhường nhường tí là được rồi. Alo. Xin nha mấy anh trai. Xin nha mấy anh trai. Rồi càng á. Ủa hàng kia đâu ta? Chơi mà ba chặn đầu yếu đó rồi, ác gì.
Ai? Chạy này mất khách quá. Ôi á. Ok, Nico. À. Nghe bút đi chơi vậy, nó lắc xe qua nó chặn kiếm đầu. Thêm người ngồi chung đi. Nghe không con chạy đúng được rồi, đâu. Phải có người con các thứ rồi anh mới chạy được. Thì bị lỗi cái checkpoint ngay checkpoint số 7 á. Chạy qua checkpoint mà nó không tính, quay lại 3 lần nó mới tính à. Bây giờ em nói thật với anh nhá, như vậy là thua, vậy nó cay lắm. Bây giờ anh em mình làm lại hy vọng đi. Nào vào Đại Nam em mời. Ôi giời, mẹ phải sửa xe. Đừng gọi anh nữa, anh đang đua xe rồi nhá. Bên kia lì thật đó. Cái đường khác đi chứ phải cái đường. Thôi về sửa xe mình làm thêm vòng nữa mấy anh trai. Rồi đi. Chưa thấy tình nhờ. Anh hớp rồi có quên gì không anh? Quên gì không? Quên gì nhỉ? Quên gì không anh trai? Từ từ mày ơi, chỉ nè mày ơi. Nhanh đi ông ba ơi. Không, cần gì mới đi chặt cổ, mới đi đua xe là có tiền rồi. Bố mạnh hết 15k. 30.000 anh đó. Chị 25.000. 25.000 sao anh chỉ 15? Sao anh chỉ ngay 15 vậy? Chỉ 15 tao 10.000. Thôi anh lấy mỗi đứa 12 gửi đi. 12 gửi hả? Ừ. Thôi được rồi, mày thôi. Thôi được rồi. Thôi. Anh còn 20 nha. Thôi, anh mỗi đứa 12 gửi đi. Thôi, cầm lắm đi. Thôi, anh khùng quá, cầm đi. Khùng quá. Thôi, cầm đi. Thôi, cảm ơn nha. Anh lấy tiền đi chô thôi. Được chưa nó? Vậy? Nào vào Đại Nam làm một trận mưa với em nào mặt nháy mắt. Đồ anh hấp. Chậm vậy. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi xong. Ý trời ơi. Rồi ăn được 15.000 đền tiền thuốc. Đền tiền thuốc cho bé đi em ơi. Ủa? Anh thề với anh là em không thấy ai đứng trước đầu xe em luôn á. Lưỡi chết con nhỏ luôn. Anh đi cả dắt luôn. Nó đi cả dắt luôn kìa. Anh hấp ơi, sửa xe này để em tính vô này. Bé con ơi, con có sao không? Con ơi, con có sao không? Con gái ơi. Chết, con bé còn đau nữa mà không sao với con. Trời ơi, con ơi sao con không ra ngồi sofa để các chú ở đây sửa xe xong rồi chú kêu ra cho. Con đâu là con bé. Không qua đưa chìa khóa. Mẹ ơi, con chảy máu sắp chết rồi. Khoan, con chạy qua đưa chìa khóa. Con đứng dậy đi, con đứng dậy đưa chìa khóa đi, con qua ăn dạ tiếp. Con đứng, rồi qua đi. Quan dạ tiếp được. Rồi đất ơi. Anh xin lỗi nha, anh chạy nhanh quá. Lỗi của anh á. Rồi nó đi luôn rồi kìa. Đi đâu? Xong. Kìa. Rồi xong. Anh cũng đi luôn nè. Mày ẵm nó về đi thằng kia ơi. Trời ơi. Mày đi đưa đi bệnh viện đi, trả tiền thuốc cho người ta. Anh sửa xe đi, anh sửa xe xong đi, em đi. Đừng có sợ nha, để chú đưa con vô đây, chú hô hấp nhân tạo cho con nha. Không có, chú ơi. Sao vậy? Vô đây chú hô hấp nhân tạo cho. Không, con đứng ngoài kia. Con trong đây nó mấy kính, trong đây nó mấy kính. Không, con thấy rồi, con thấy đau chỗ nào không? Con thấy đau chỗ nào mà chỗ nào để chú? Con mới 20 tuổi thôi chú. 20 tuổi đủ tuổi còn gì nữa. Không, chú cho con ra với mẹ con đi, con sợ lắm. Chú cho con ra ngoài đi. Bây giờ thôi con đi bệnh viện bao nhiêu tiền rồi chú trả tiền viện phí cho con nha. Chú xin lỗi. Thằng Vũ đen nó hư xe luôn rồi. Chú đưa con về bệnh viện, chú biết con đạp xe đạp sân đây không? Rồi rồi, để chú đưa vô bệnh viện. Em gái ơi, cho anh xin lỗi nha. Anh không có cố, anh cố ý chứ anh không có tình. Để bữa nào trả nó. Không sao hết, anh đền tiền viện phí với lại tiền đậu xe là được. Em rất là lương thiện. Ủa bây giờ con em nằm viện thì anh trả tiền viện phí thôi chứ liên quan gì tới cái tiền đậu xe nữa. Anh làm bị ô uế cái xe của người ta. Thế em bán đi. Báo luôn tiền đậu xe. Anh mua không? 20. 20 á? Anh có xe đẹp, có 20 thôi. Anh không có tiền, anh có anh nè, được không? Anh ơi, anh lấy cái tay xuống, anh gờ cái tay. Trời, cái gì? Trời đất ơi, bây giờ anh phải cái thế tay nó vậy, anh mới bế con gái em nổi chứ.
Hai mẹ con ăn cái gì mập như heo hả? Em thấy anh vuốt cái đít hết á. Vuốt đâu mà vuốt, anh đang ôm nó lại sợ nó té. Chú. Hả? Mập con không được sờ vào đấy. Trời ơi, đít còn bự quá. Hay chú bỏ con này nha. Đàn đi chứ cho trời. Về viện đấy. Chú đây, phải cho con về viện đấy. Đây đây em chờ xíu, anh đưa con gái em vô bệnh viện liền. Đợi anh xíu. Mà đây có phải là hai mẹ con ruột không đấy chứ? Sao em trắng như Ngọc Trinh nữa, con gái em đen như vậy? Em là nó giống ba mà. Ba nó là chú Đôn hay sao? Hãy không nhớ em không. Trời ơi em ơi, ông đó ông già vậy rồi. Em còn chú Đôn đúng không? Chú Đôn nào nữa. Anh trong thành phố này anh thấy mỗi chú Đôn da đen à. Nè bác sĩ tới luôn rồi. Bác sĩ. Bác sĩ ơi, cứu người bác sĩ ơi. Nhét vào xe luôn đây. Ờ hết bao nhiêu tiền rồi tôi lên tôi trả nha. Ok ạ. Thế biết ở đây luôn. Trả tiền viện phí cho con đấy. Ừ chú biết rồi, con yên tâm. Đi nữa vậy, đi đùa tiếp đi. Không không, mày đi đi, em có một việc. Tất cả, việc gì? Bận việc ngoài đấy. À ok. Ồ, Kim! Khoái thì CMTV cho ổng đỡ quê. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp em. Dạo này em khỏe không? Từ nhà đi. Trời ơi, ơi. Kim ơi, xạo quá. Không ăn mà sao dạo này anh thấy em nở nang như vậy? Trời ơi, đâu, em đâu. Ông ăn Kim ơi, người giúp cá nhiều quá nè. Cái gì? Người giúp chị đâu rồi? Mẹ rồi. Rồi, tôi biết con xe này của ai nè, sếp, tôi biết con xe này của ai nè. Quay đi, em biết quay không? Nhưng mà tôi nói ra tôi phải được cái gì cơ. Quay à. Không nói đi, bọn tôi cũng tự xác minh được mà. Xác minh đi. Ok. Ô, anh này bắt chìa khóa sao rồi, sếp. Này, lên xe, lên xe. Anh này lên xe rồi. Của tôi nè. Chia tay dù lúc tôi đang yêu em đắm say và thế là em mất tầm hơi mặc xác lòng này tôi đang chơi vơi. Con gái em đâu? Con gái nằm bệnh viện rồi, anh đền cho nó rồi. Anh tiền rồi đúng không? Ừ. Hơ cái vòi bơm mặt cười. Đền hết nhiều đó. Anh đền nhiều lắm, anh đền 5,000 cho nó lần á. Thầy á? Ừ, em vào lấy tiền đi. Nó lấy chứ mất tiền lấy. Thì em là mẹ em giữ tiền nó chứ. Nó còn bé nó giữ tiền nhiều không được. Đẩy xe. Em đi đâu đấy? Về cất xe. Cất xe đi anh chở em về bệnh viện nè. Quay độ đẹp hết chưa? Quay ra giật bánh đầu luôn ta. Việt Nam gây single. Anh thấy bánh xe đẹp đâu không? Đi lên lên lên. Hồi đó giờ em đã trải qua cái cảm giác gọi là ông lên bên đây bên đây bên đây cửa bên đây đúng rồi. Vậy? Em trải qua cảm giác báo đời báo đốm hồi hộp chưa? Chưa. Ok đi cùng với anh sẽ cho em cảm giác hồi hộp. Nhưng mà em không có tiền đóng học phí đâu nha. Thì bây giờ bị bắt thì anh đóng đúng không? Đâu rồi nhờ, cảnh sát đâu rồi nhờ. Vui lắm, vui lắm. Đi chơi với anh.
Hồi đó giờ anh mới đi ô tô luôn hả? Anh thấy rồi. Ủa? Chưa tông luôn nha. Còn chưa tông á? Tông xe vô. Có tông luôn nha. Đấy, em đã thấy hồi hộp chưa? Ừ, hai thế giới rồi, chưa tông. Chưa gì hết trơn. Chưa thấy gì hết á? Ờ. Nhưng mà nãy anh mới va chạm xe cảnh sát, còn bây giờ ra bị bắt là bị quýnh bệnh luôn ấy. Không được. Phải 2-3 xe cơ. Xe. Em biết chạy xe không? Em chạy xe giùm anh đi. Chị vậy? Anh ngu quá, tự nhiên anh chạy không được nữa. Em chạy nha, chạy chở anh về bệnh viện nha. Đây qua đây anh đưa chìa khóa cho. Xe của anh không vậy? Xe của anh. Em chở anh về bệnh viện cái. Chở qua bên kia. Qua bên kia kìa, ghế bên kia. Ghế rồi. Đây. Rồi chở anh về bệnh viện đi. Ủa được không đó? Lái vậy? Được không đó? Cảnh sát kìa em ơi. Dạ sao? Anh có muốn dừng lại em, không? Em có làm gì không mà cảnh sát được vậy? Thôi em chạy cảnh sát cho anh xem coi. Ây da, được à. Cắt cua đi, con này cắt cua ngon lắm. Cắt cua cho anh. Cắt cua, đúng rồi. Thôi anh không biết gì hết trơn nha, nãy giờ em chạy cảnh sát đó nha. Dạ. Cắt cua vô, ây da, mực thế nha. Cắt cua đi. Đúng rồi. Cắt cua đi, đừng có chạy đường thẳng. Chạy đường thẳng đây không? Rồi, trước mặt quẹo lên. Hay quá, bay luôn. Hay quá, bé. Chạy luôn. Không sao. Cắt cua cho anh đi. Thôi cũng ra gì đó. Hay quá em ơi. Rồi chạy về đồn cảnh sát luôn đi. Hay quá. Ôi. Rồi hết hay rồi. Được. Chạy tiếp cho anh. Hay quá bé ơi. Trời ơi, em đúng là cuộc đời của anh luôn á. Anh đang tìm kiếm một người phụ nữ giống như em đây nè. Rồi, chạy thẳng cho anh. Quẹo phải lên, cái đường nhỏ này, đúng rồi. Nghe con đi. Quẹo phải, cắt đi. Vô cái hầm này luôn. Thôi cũng được. Rồi, quẹo vô bên trái đi. Rồi, ngon, kiếm chỗ núp đi. Rồi, núp. Rồi, ok. Xích vô, rồi, hay quá bé ơi. Lấy cái đầu ra ngoài để cảnh sát có vô còn chạy được. Rồi bây giờ em chạy một phát về bệnh viện cho anh, cảnh sát đang trên đây hết rồi. Chạy đi, chạy ra thẳng cái đường trước mặt luôn. Rồi, hay quá bé ơi, cảnh sát bên đây hết rồi. Rồi, anh chạy về bệnh viện luôn. Hai mình bỏ xe đó là thoát tội. Hay quá ta. Trời ơi, sắp tới anh có đi phi vụ, hai mình đi chung nha, hợp nhau thế nha. Được á. Anh thấy khoái em rồi đó, cục cưng. Rồi bây giờ em để xe trước cửa bệnh viện, em để nó đi. Cảnh sát hỏi cũng đừng có ra nha. Xe này chủ xe là anh hớp, bây giờ anh hớp chịu tội. Có hớp à. Rồi, bỏ xe đây nha, xuống. Rồi bỏ xe đây luôn đi. Có bị bắt thì kệ. Rồi đi, để bị bắt. Kệ.
Cảnh sát có hỏi không có khai nha. Ờ qua qua nghe hát coi như không có chuyện gì xảy ra lên. Ủa chú Đôn ơi, hết nhạc rồi. Ủa chú Đôn ơi, hết rồi. Trời ơi, chạy cũng bén lắm chứ bộ, chạy cũng bén lắm á. Trời ơi, cũng không biết chơi lắm á trời, biết chạy lắm á. Đi